SNSD khó đánh bại đàn em Blackpink vì SM chẳng coi ra gì, 5 năm mới trở lại mà đầu tư quá hời hợt. SM Entertainment mới đây đã công bố bộ ảnh cá nhân theo concept Mitetashi. Bộ ảnh được thực hiện để quảng bá cho Forever One, album đánh dấu sự trở lại của SNSD trên đường đua âm nhạc sau 5 năm vắng bóng. Dù rất háo hức với sự trở lại của idol, nhưng cách làm việc của SM vẫn khiến các fan hoang mang. Những ngày gần đây có lẽ là khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc của các son, tên fandom của SNSD, khi SNSD liên tục có những hoạt động với sự tham gia đầy đủ 8 thành viên. Mở màn bằng việc ra mắt sau thực tế riêng Seoul Tam Tam, SNSD đã chính thức tung nhá hàng đầu tiên, ấn định ngày tái xuất cùng full album thứ 7 Forever One vào ngày 8 tháng 8 sắp tới. Đây cũng là lần đầu tiên sau 5 năm kể từ khi phát hành album Holiday Night, SNSD mới phát hành sản phẩm với đầy đủ 8 thành viên và album Forever One cũng chính là món quà đặc biệt các cô gái xinh đẹp muốn gửi tặng người hâm mộ vào kỷ niệm 15 năm sự nghiệp ca hát của nhóm. Bài hát chủ đề cho full album lần này là Forever One được viết lời bởi Kenzie, một ca khúc pop dance. Nửa đêm ngày 24 tháng 7, các tài khoản mạng xã hội của SNSD đồng loạt đổi ảnh đại diện bằng ảnh teaser đầu tiên trong lần tái xuất này của nhóm. Ngay lập tức sau đó, người hâm mộ của SNSD trên toàn thế giới đã thể hiện sự háo hức khi chỉ còn 2 tuần nữa sẽ chính thức được chứng kiến 8 cô gái cùng biểu diễn. Các fan thậm chí còn nhanh chóng đồng loạt thay ảnh đại diện bằng ảnh teaser của nhóm như một lời khẳng định tình cảm không đổi dành cho nhóm sau nhiều năm. Loạt từ khóa liên quan đến SNSD cũng lần lượt leo top trending trên Twitter trong đêm. Và chỉ 2 ngày sau đó, SM đã tiếp tục thả thính các son với loạt ảnh đầu tiên của bộ ba Taeyeon, Seoyeon, Suyeon. Có thể thấy ba cô nàng đang tái hiện lại concept Mitetashi đã từng làm mưa làm gió làng nhạc Hàn Quốc. Tuy đã nhiều năm trôi qua nhưng những cô gái nhà SM vẫn giữ được visual xinh đẹp, nét quyến rũ ban đầu, đúng đẳng cấp, nhóm nhạc bị thời gian bỏ quên. Tuy là em út của nhóm nhưng Seoyeon cũng không thua kém các chị khi khoe được trọn vẹn sự quyến rũ của bản thân trong những tấm hình concept của nhóm. Visual diễn viên bừng sáng khiến fan trầm trồ. Khác biệt so với hai thành viên trên, Suyeon xuất hiện cùng background sân bay, tự như quý cô sang chảnh với mái tóc vàng nổi bật, cùng chiếc váy xẻ có phần mạo hiểm, khoe trọn đường nét quyến rũ trên cơ thể. Đặc biệt, các fan còn trêu cô nàng đi sân bay nhớ mang passport, không bị giữ lại như sự cố huyền thoại năm nào. Juna, Yuri, Hyoyeon là những thành viên tiếp theo được tung ảnh teaser. Juna tiếp tục chứng minh danh xưng bà tổ visual được dành cho mình là đúng. Yuri trông vô cùng sắc sảo ở loạt ảnh mới này. Hyoyeon thì lâu lắm mới cho khán giả chiêm ngưỡng mái tóc được nhuộm màu tối của mình. Có thể thấy, chính nhan sắc nổi bật của 6 thành viên SNSD đã cứu concept này một bàn thua trông thấy. Với background trông không hề giải trân, các fan lập tức than phiền rằng sao SM không sử dụng cảnh thật để tạo hiệu ứng mạnh hơn, đặc biệt là đối với một nhóm nhạc 15 năm tuổi như SNSD. Bên cạnh đó, việc tung lịch trình khá sát với ngày trở lại, từ ngày 24 tháng 7 đến 5 tháng 8 chỉ hơn một tuần, cũng có thể khiến thành tích lần này của nhóm bị ảnh hưởng. Chết mất thôi, cái phong đằng sau Suyeon trông còn méo mó, khó chịu cực kỳ. Làm cho đàng hoàng giùm DSM, chúng tôi bỏ tiền ra mua album mà. Lâu lắm mấy chị mới tập hợp đầy đủ trong một album mà quý công ty làm ăn hơi chán rồi nha. Concept trông sơ sài ghê, trông còn chán hơn cả Mitetashi ra năm 2011. Tuần sau comeback rồi mà tuần này mới tung lịch trình và cho pre-order album, có sớm quá không vậy SM? Album Forever One dự kiến ra mắt khán giả vào ngày 8 tháng 8. Forever One phát hành nhân dịp kỷ niệm 15 năm ra mắt của nhóm. Album bao gồm tổng cộng 10 bài hát, mỗi bài hát đều mang màu sắc khác nhau. Ca khúc chủ đề Forever One là một bản nhạc pop dance có giai điệu vui vẻ tràn đầy năng lượng. Ca khúc hứa hẹn mang đến bầu không khí sôi động, như thể người nghe đang tham gia lễ hội. Lời bài hát nói về tình yêu vĩnh cửu dành cho những người quý giá. Nhà soạn nhạc nổi tiếng Kenzie tham gia vào quá trình sản xuất album lần này. Cô là người tạo nên loạt bản hit đình đám cho SNSD như Into the New World, Oh và All Night. Do vậy, khán giả đặt kỳ vọng cao vào sản phẩm âm nhạc mới của nhóm.